ô tô cũ Đoàn Ngụy chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Xin kính chào cô bác anh chị quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe quốc dân, một dàn xe Toyota hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe Toyota hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn, đó là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2017, mang phiên bản số tự động, mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A66475, một mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng, hàng nóng hổi các bác nhé. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cùi đá sản xuất 2017, nó lên máy mới, máy trắng bản G số tự động, động cơ 1.5. Giá tiền trước lại là 452 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe sản xuất 2017 bản G số tự động, xe tư nhân gia đình sử dụng, lưng phun kịch đồ luôn, màn hình Android, đề lỗ sản xuất tốt, hai túi khí an toàn, vâng, một cho người lái với một người ngồi bên phụ, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá này, một mẫu xe Toyota Vios bản G số tự động, xe gia đình sử dụng, máy chất cầm chắc côn số ngon, máy số zin, keo chỉ zin cả xe luôn. Giá tiền 452 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios này. Và trước này thì chỉ với 150 triệu đồng. Đấy, 150 triệu đồng một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng này. Sản xuất 2007, biển kiểm soát Hà Nội 29A 75036 này. Một mẫu xe Toyota Vios bản sedan hai đầu. Vâng, động cơ chỉ với 1.5. Sản xuất 2007, bản này là bản Nimo, lưng phun kịch đồ, la răng đúc 4 bánh, trang bị phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Màn hình cam nuôi đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe tên tư nhân mà biển Hà Nội mà giá tiền chỉ với loanh quanh là 150 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe tập đi tập lái hiện đang có tại cửa hàng bên em mà không đến được trực tiếp bãi xe của em thì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, alo cho em cái, và alo cho em sẽ các bác alo cho em đúng chân mẫu xe nào, alo cho em và cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ ship xe, đánh xe đến tận nhà, tận trường các bác xem xe và test xe tại nhà các bác luôn. Mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A 58790. Đó là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5, bản E xịn sò luôn, bản sedan hai đầu. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, giá tiền chỉ với 348 triệu đồng. Đấy, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, không đổi màu, không khoan đục, đầu Toyota nguyên bản theo xe, trang bị hai túi khí an toàn, nội thất rất là tươi luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá, bản sedan hai đầu, thương hiệu của Nhật Bản này. Hiện tại chiếc Toyota này là chỉ với 348 triệu đồng, sản xuất 2015, bản E xịn sò, bản sedan hai đầu, với động cơ 1.5. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số. Màn hình cam lùi, cam hành trình trên gương rồi, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Mang biển kiểm soát Hải Dương 34A, đó là một mẫu xe sản xuất 2010, sơn si thì màu trắng ngọc trai. Một mẫu xe Toyota Vios sơn si màu trắng rất là đẹp luôn, biển kiểm soát Hải Dương các bác nhá. Một mẫu xe bản sedan hai đầu, thương hiệu của Nhật Bản này. Đấy, bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Vâng, rất là rẻ luôn. Chỉ với 189 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, bản Nimo, lưng phun kịch đồ, la răng đúc 4 bánh rồi,
Đấy, sơn si thì màu trắng này. Vâng, màu trắng nguyên bản xịn sò luôn. Mang biển kiểm soát Hải Phòng qua phượng đỏ 15A19429. Nó là một mẫu xe Toyota Vios, sản xuất 2015. Một chủ sử dụng từ mới luôn. Phanh đĩa 4 bánh cũng như ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cụm xe. Sơn si thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Xăng ăn tầm 6 lít trên 100 cây số các bạn ạ. 6 lít trên 100 cây số các bạn nhá. Mà giá tiền của chiếc Toyota Vios 335 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cho các bác. Một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, màn hình cam đùi, màn hình Android đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Một mẫu xe quốc dân, gương kính chỉnh điện và cột xe nguyên bản theo xe. Vâng, chỉ với 335 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota thì là mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay ở mặt các bác nhá. Con này thì 2007, giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2015. Vâng, một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát Hải Phòng qua phượng đỏ 15A19323. Vâng, bản sedan hai đầu. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Sơn si thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe này. Mẫu xe Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Đấy, bản e xịn luôn, la răng đúc cũng như túi khí ABS, gương kính chỉnh điện và cục xà nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Toyota Vios, màn hình Android cam nùi đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cục xà. Vâng, một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe bền bỉ, dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Con này thì sản xuất 2015 các bác nhá. 2015, bản e xịn sò luôn. Đấy, sơn si thì màu đen nguyên bản theo xe. Vâng, bản sedan hai đầu. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Và chiếc bản G 2017, xe gia đình xịn sò, sơn si thì màu vàng cát rất hot. Giá tiền 352 triệu đồng các bác nhá. 352 triệu đồng cho một mẫu xe bản sedan hai đầu, la răng đúc như túi khí ABS đầy đủ luôn. Bản G số tự động, xe gia đình, nội thất thì ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên zin. Đấy, 2017, máy mới, máy trắng nè. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015. Vâng, sơn si thì màu vàng cát rất là hot luôn. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Biển kiểm soát Quảng Ninh. Vâng, nội thất thì rất là tươi luôn. Đấy, nội thất rất là tươi, đầu đài nguyên bản theo xe, trang bị hai túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện và cột xe. Vâng, giá tiền của chiếc Toyota Vios sản xuất 2015, biển kiểm soát Quảng Ninh này, bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng. Đấy, màn hình cam nùi đầy đủ. Đấy, màn hình cam nùi, cam hành trình đầy đủ luôn. Vâng, một mẫu xe đấy, tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh của bác thợ mộc sử dụng các bác nhá. Giá tiền 358 triệu đồng, có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển, có lộc lá cho các bác luôn. Mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A12174 này. Sơn si thì màu bạc. Vâng, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014, bản e xịn. Đấy, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Sơn si thì màu bạc. Vâng, màu bạc xịn sò các bác nhá. Màn hình cam nồi, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu. Một mẫu xe được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ luôn các bác nhá. Đấy, sơn si thì ok, sạch sẽ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, biển kiểm soát 14A, biển Quảng Ninh, quê hương vùng than. Mang biển kiểm soát 37A, biển Nghệ An. Con này thì sản xuất 2016 này. Đấy, sơn si màu bạc, một chủ sử dụng từ mới luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình, một chủ sử dụng từ mới. Máy gầm đại chất, côn số ngọt, máy số zin, keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá này. Bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Vâng, 365 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, sản xuất 2016 các bác nhá. Xe gia đình xịn sò luôn. Nội thất rất là tươi, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy.
dàn xe được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, đấy, thương hiệu của Nhật Bản, alo trực tiếp cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Bác nào mà không có thời gian đến xem xe, test xe trực tiếp tại bãi xe của em, cứ alo cho em, cọc cho em 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ đánh xe, ship xe đến tận nhà, tận giường cho quý vị các bạn xem xe, test xe tại nhà các bác nhé. Mang biển kiểm soát Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ 15A 11975. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, bản Nimo, lưng phun kịch đồ luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Vios chỉ với 189 triệu đồng thôi. Đấy, 3 chiếc này này các bác nhá, 189 triệu đồng 2 chiếc, và một chiếc này 179 triệu đồng. Đấy, Toyota là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quý đá luôn. Vâng, đây là phần hệ thống nội thất của xe, ghế da màu đen, màn hình Android cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu. Vâng, động cơ của nó chỉ với 1.5 thôi. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng sáu lít xăng trên 100 cây số thôi, mà chở được 5 người luôn. Đấy, sơn si thì màu đen. Vâng, bản sedan hai đầu. Đấy, được mệnh danh là một mẫu xe bền bỉ và tiết kiệm nguyên liệu luôn. 189 triệu đồng cho một mẫu xe bản sedan hai đầu, một mẫu xe Toyota Vios mang biển kiểm soát Hà Nội 30F. Vâng, một mẫu xe bản sedan. Vâng, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Vâng, một mẫu xe tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, sơn si thì màu đen. Vâng, bản sedan hai đầu, la răng đúc 4 bánh này. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển cho các bác, vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác, ship xe tại nhà tại giường các bác nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đấy, bô lăng của nó 3 chấu. Đấy, lưng cả túi khí này các bác này, lưng cả túi khí, màn hình đầy đủ rồi. Vâng, giá tiền chỉ với 189 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe sản xuất 2010, là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quý đá, thương hiệu của Nhật Bản, sơn si thì màu đen xịn sò luôn, mang biển kiểm soát Hà Nội. Đó là một mẫu xe sản xuất 2010, bản Nimo, lưng phun cực đồ. Đấy, sơn si màu vàng cát cũng như la răng đúc. Đấy, gương kính chỉnh điện và cột xe. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 mà giá tiền rất là rẻ luôn, chỉ với 179 triệu đồng bản sedan hai đầu. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo, màn hình Android cam nuôi đầy đủ. Sơn si thì màu vàng cát rất là hot luôn. Giá tiền rất là rẻ, chỉ với 179 triệu đồng, lốp dép thì mới cả dàn luôn. Đấy, sơn si thì màu vàng cát, màn hình mà cam lùi đầy đủ các bác nhá. Màn hình mà cam lùi đầy đủ luôn. Vâng, tên tư nhân mà biển Hà Nội. Dạ vâng, em Nghị ô tô cũ Hải Phòng, em vừa tổng hợp tất cả những mẫu xe được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ và tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe Toyota hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.